Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Suy Tiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay Lộc sẽ làm một cái chỗ áp ca câu cá ngay tại đây này. Và nguyên liệu thì rất là đơn giản luôn các mọi người. Đầu tiên mình sẽ đặt một cái hai cái rương này xuống đất trước nha. Đây là cái rương để đựng đồ ấy các bạn. Rồi, ok bây giờ mình sẽ đặt xuống đây này. Đó, hai cái rương trước. Sau đó là một cái hopper chĩa vào cái rương này nhá. Đó, chĩa vào và một cái hàng rào gỗ gì cũng được các bạn, để đặt ở phía trên này. Đó, tiếp theo thì các bạn đào cho mình một ô ngay đây nha. Rồi đặt một xô nước lên. Đó, nước nó sẽ chảy vô ô này nha các bạn. Rồi ở phía sau đây các bạn đặt cho mình một cái khối nhạc nha. Đó. Rồi ở phía trên này thì đặt một cái áp lực ấy, tấm áp lực bằng vàng hoặc là bằng bạc gì cũng được hết các bạn. Rồi ở đây là một cái cửa sập mà bằng sắt ấy. Ui da, go. Ui mình đặt nhầm rồi. Hút nước lại. Ui. Rồi. Đấy, rồi phía trên này đặt một cái cửa sập bằng sắt nha. Đó. Rồi, vậy là xong rồi đấy. Đó, còn xung quanh nếu các bạn không muốn bị nước cuốn vô ấy thì cứ đặt mấy cái hàng rào xung quanh giống như mình này. Đó, sẵn tiện trang trí luôn đấy các bạn. Rồi. Đấy. Rồi. Và ở đây này. Ok, mình nghĩ gì là được rồi. Đó. Ui. Tiếp theo là dùng cái cần câu đặt vào đây thôi. Cần câu đây. Đó. Các bạn chứ nhìn vào cái nó cái thùng nhạc ấy thì nó sẽ tự động câu cá thôi các bạn. Khi nào mà câu dính cá ấy, thì nó sẽ tự động hút đồ vô cái rương rồi mình nhặt thôi. Đó, ngoài ra mình còn có thể lấy kinh nghiệm từ cái việc áp ca ở đây nha các bạn. Đó, nó đang câu cá kìa. Mình tắt cái âm lượng cái nốt nhạc ấy. Ok, đó. Đó, mình được một con cá này. Giờ mình sẽ bật âm thanh đây nhá. Âm thanh này. Nhạc đây. Để mình bật 50 đi. À không, 30 thôi. Để nó đừng có quá lớn ấy các bạn. Rồi. Nhấn không nghe này. Đây. Hợp nhạc này, mình để 30 nhá. Rồi. Đó. Rồi, yeah. Đó, mình câu dính một cái gia thuật này các bạn. Đấy, từ việc câu cá này này, các bạn có thể tìm được cuốn sách Mending nhá. Nhưng mà khá là mất thời gian trong việc AFK luôn á các bạn ơi. Với lại các bạn cần có một cây cần câu kiểu như có dòng mà may mắn và nhữ ấy, thì việc câu cá nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều luôn. Ok, giờ mình sẽ câu thêm vài con nữa nha. Mình câu thêm được một con cá và một miếng thịt tó rửa này. Đó, như vậy là ok rồi. Đó, bây giờ lấy con câu lại. Rồi. Cái chỗ AFK này khá là đơn giản luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua tới một nơi mà mình vừa tìm được trong thời gian 2 tập nha. Đấy, không biết các bạn có đồng ý cho mình chuyển qua khu đó để sống không nữa. Ok, bây giờ đi thôi. Và vì chỗ đó khá là xa cho mình ở nên mình bắt buộc phải di chuyển bằng cái cổng địa ngục các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi tới cái cổng địa ngục ở phía trước thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng bước vào thôi. Rồi, ok, let's go. Ok, các bạn cũng thấy trên màn hình rồi đấy. Đây chính là một khu rừng. Mình dự định sẽ chuyển qua khu này để sống luôn các bạn. Và không biết các bạn có đồng ý không. Nếu các bạn muốn mình chuyển qua đây để sinh tồn ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ mình và các bạn sẽ cùng khám phá xung quanh đây trước rồi đó. Và ở phía trước chính là một cái ngôi đền ở trong rừng ấy các bạn. Ok, bây giờ cùng xuống dưới thôi. Rồi nhảy xuống. Ui. Mình giờ mình đồ sắt cho nên mình cũng khá là lo luôn các bạn. Té cao quá là sẽ đai đấy. Rồi. Ok, các bạn hiện tại thì đang ở trong rừng ấy, cho nên lâu lâu nó sẽ giật nhẹ ấy. Cho nên hy vọng các bạn sẽ thông cảm giúp mình nha. Ok, giờ mình sẽ cắm đuốc lên đã. Ủa, hôm nay tối lắm các bạn ơi. Đó. Gì đây, giải mã này. Hả? Có tiếng bê tông. Ok, để mình thử giải mã coi. Cái này thì không cho chạy này. Đó. Bật cái này xuống. Đó. Nè, mở được ô nè. Cái nữa các bạn. Bật cái này lên. Đó. Yeah. Rồi mình đi xuống được cái này.
Wow, tre này các bạn ơi. Wow. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Rồi cắm đuốc lên nè. Mình sẽ lấy mấy cái đồ redstone trong đây luôn nha các bạn. Đó, có cái bê tông dính đây này. Mình được ba cái bê tông dính luôn. Yeah. Ok, giờ đi lên thôi. Rồi, đi lên ok rồi. Tại vì cái bê tông dính khá là khó tìm luôn các bạn. Đó, rồi ok. mà quên ở bên đây còn đường hay sao này? Đúng rồi này. Cái gì nè? Ở trước là cái bẫy các bạn ơi. Wow, cắm đuốc lên đã. Đây nè. Có mũi tên. Mình sẽ đây có redstone này. Lấy luôn các bạn. Lấy mũi tên ra trước đã, không thôi nó bắn ấy các bạn. Đó. Nguy hiểm chưa? Rồi lấy cái này luôn, cái này là cái gì đây? Cái này là máy phân phát đó các bạn. Tre nữa này. Wow, tre với vàng thôi các bạn. Rồi lấy luôn. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh đây coi có những gì đặc biệt không nha các bạn. Ở đây có cacao nè các bạn. Mở được công thức làm bánh đấy kìa. Cacao để làm màu luôn. Wow. Vậy là sắp tới mình có thể làm bánh rồi đó các bạn. Làm thêm được một loại bánh mới ở đây. Ở đây là cái rừng trúc này. Vậy nghe nói ở trong rừng trúc ấy sẽ có gấu panda các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ đi xung quanh coi gặp được gấu panda không nha. Wow. Mình chặt được này. Chặt cái nó rớt hết luôn các bạn, giống như mía vậy. Wow, ở đây có ăn nữa này. Lâu lâu nó sẽ giật nhẹ các bạn ơi. Kiểu như ở đây nó nhiều cây với lá quá. Không biết trong đây có con vẹt không nha. Thử đi xung quanh coi gặp được con không nha các bạn. Đây có bé heo này. Ở đây nhiều trúc lắm các bạn ơi, đúng là rừng trúc. Tính ra cái địa hình rất là đẹp. Kiểu như trúc bao quanh rồi có cây các kiểu nữa. Đất cũng xanh tươi các kiểu luôn. Có dưa hấu nữa này. Mà thôi đi, mình có bánh mì rồi, mình ăn bánh mì đỡ đi. Mấy cây gỗ gừng nhìn rất là bự luôn á bạn ơi. Ở phía trước là cái gừng bạch dương nữa kìa. Mình bắt đầu ngán cái rừng bạch dương đó các bạn ơi. Đi đâu cũng gặp, giết sợ luôn rồi. Bên kia vẫn còn nữa kìa. Có gà nữa. Đi qua đây thử coi. Nãy giờ mình vẫn chưa tìm được cái con gấu trúc nữa các bạn ơi. Thử qua đây coi. Ok. Yeah. Gấu trúc kìa. Nhìn nó nó bự hình như bằng con gấu bắc cực các bạn. nó bị sổ mũi kìa các bạn. Đó, ở phía trước mũi nó có cái kiểu như nó bị nghẹt mũi hay sổ mũi vậy. Nó kêu kìa. Dễ thương lắm các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ cho nó ăn nha. Cuối cùng cũng gặp được gấu trúc rồi. Có gấu trúc con luôn kìa. Mình cho nó ăn luôn các bạn, cho nó mau lớn ấy. Rồi. Vứt ra. Đó. nó ăn rồi kìa các bạn ơi. Nó ăn kìa. Nhìn rất là dễ thương các bạn. Giờ mình chắc mình sẽ ngủ đã. Tại vì chờ tối này. Mình nghe tiếng con gì kìa. Kệ đi, ngủ cái đã. Đó, các bạn thấy chưa, sống ở gần rừng trúc rất là thú vị luôn các bạn. Kiểu như có gấu panda này. Các bạn nào muốn mình qua đây để sinh tồn ấy thì đừng quên comment phía dưới nha. Tập sau mình sẽ giờ đồ qua đây rồi chúng ta cùng sinh tồn lại thôi các bạn. Ấy cũng không mất nhiều thời gian đâu. Hôm nay mình gặp được gấu trúc rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại chỗ cũ nha. Để khám phá xung quanh đây coi địa hình như thế nào nha các bạn. Ok, giờ thì quay lại thôi. Bye bye nha. Mấy gấu dễ thương lắm các bạn. Tại vì cái rừng trúc này cũng gần khu đồng bằng các bạn, cho nên cũng khá là thuận tiện cho việc xây dựng sau này luôn. Đấy. Rồi, đi dầm. Ui. Wow, một chỗ có toàn dưa hấu luôn kìa các bạn. Để coi bên đây có gì nha. Ở đây có bò này. Cũng có khá là nhiều bò này. Coi còn con gì nữa không nhá.
Ồ có cù luôn. Đó, vậy là mình có thể qua đây sinh tồn là được luôn á các bạn, tại vì nó có hầu hết cái con động vật ở chỗ cũ mình đây. Đó, wow, còn có cái gừng gì ta? Gỗ băng sam, đây là gỗ mình cũng rất là thích này, tại vì nó cho nhiều gỗ khi các bạn trồng bốn cái mầm cây ấy. Và nó tuyệt hơn khi lại gần biển nữa, mình khá là thích biển ấy các bạn. Ở dưới có cái công trình gì nữa kìa. Về chỗ này khá là hợp lý đấy, không biết ý kiến của các bạn như thế nào nhưng mà mình thấy chỗ này khá là đẹp luôn các bạn. À vậy là hướng bên đây là gần biển này. Ở đây rất là nhiều bò cừu các kiểu luôn đó các bạn. Bên đây là sa mạc nữa này. Để mình qua đây coi các bạn, biết đâu trên sa mạc lại có làng ấy, có thỏ luôn. Hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Rồi qua đây qua đây qua đây đó, để tìm gắn tìm một ngôi làng gần đây nữa là tuyệt vời luôn ấy các bạn ơi. Cái sa mạc thì cũng khá là rộng ấy. Ở dưới là một cái hang kìa. Để xem nào, thông thường thì trên sa mạc rất dễ ra mấy cái làng luôn nha các bạn. Đó rồi. Ở đây là cái ravine hay sao này, nguyên một đường dài này. Đúng rồi ravine các bạn ơi. Kim tự tháp kìa. Tập hôm nay tìm được kim tự tháp luôn rồi các bạn. Quá là hấp dẫn luôn. Ok giờ mình qua khám phá cái kim tự tháp thôi. Không ngờ mình đi tình cờ lại gặp được kim tự tháp đấy các bạn. Ok để khám phá bên trong kim tự tháp coi có gì nhá. Đâu là đường vô ta? À đây 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 đây. Thì mình sẽ cắm đuốc lên để cho đừng có spawn quá các bạn. Rồi cắm đuốc lên. Rồi đi xuống. Theo như mình biết đập cái ô này gớt xuống là sẽ chết đấy các bạn à, cho nên mình phải đập xéo một bên này. Đó rồi đi xuống, đi xuống đó, thấy không, ở dưới có cái tấm áp lực kìa, nó phải đập cái tấm đó ra trước các bạn. Rồi ok an toàn rồi đấy, giờ mình sẽ cắm đuốc lên để cho các bạn dễ nhìn nhá. May mắn một. Có dòng may mắn nè các bạn, để ép vô cây cần câu thì phải. Ok giờ mình sẽ lấy sắt này, thịt zombie thì mình sẽ để lại. Emerald vàng luôn này. Que chắc mình sẽ để lại này, áp lực cũng vậy này, hạt giống và mầm đó. Cái này không có kim cương rồi. Buồn nhờ, thôi kệ đi các bạn. Được trái táo phù phép này, cái này khá là hiếm luôn á các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chỉ này và xương đó. Ok vậy là được rồi. Ngoài ra ở dưới này hình như có TNT nữa các bạn. Mình sẽ lấy TNT ở dưới luôn đó. Rồi lấy hết số TNT này, TNT này rồi mình sẽ quay trở lên nha. Ok. Ở dưới đây còn có cái hang này. Được đấy, được đấy, được đấy. Mình có thể đi lên đường này luôn. Rồi, giờ thì đi lên luôn thôi. Lấy cúp ra, đào ra. Như vậy trong ngày hôm nay Lập đã tìm được một cái ngôi đền ở trong rừng, một cái kim tự tháp và gặp được gia đình gấu trúc ở phía bên kia các bạn. Và ở tập sau nếu các bạn muốn Lập chuyển qua đây sống để sinh tồn cũng như xây dựng ở bên đây thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.